Bão Bebinca tấn công rác Thượng Hải, 10.000 cây xanh gãy đổ. Theo Reuters, trung tâm tài chính nhộn nhịp của Thượng Hải, Trung Quốc đã phải tạm dừng hoạt động hôm 16 tháng 9 khi tâm bão Bebinca quét qua thành phố 25 triệu dân này. Với sức gió mạnh nhất lên tới 151 km/h gần mắt bão, tương ứng cấp 14 theo thang sức gió Belfort mở rộng mà Việt Nam sử dụng. Bão Bebinca đã đổ bộ Thượng Hải vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 16 tháng 9 theo giờ địa phương, tương ứng với 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày tại Việt Nam. Mưa dữ dội và gió mạnh đã quật ngã hơn 10.000 cây cối trên khắp thành phố, trong khi hơn 400.000 người phải sơ tán khỏi những ngôi nhà có nguy cơ nằm trên đường đi của bão. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hơn 56.000 nhân viên cứu hộ đã được triển khai và đến đầu giờ chiều 16 tháng 9, chỉ có một người bị thương do cơn bão được báo cáo. Hơn 1.400 chuyến bay từ hai sân bay của thành phố và hơn 570 chuyến tàu chở khách đã bị hủy kể từ tối 15 tháng 9, làm gián đoạn kế hoạch đi lại của nhiều người trong kỳ nghỉ Tết Trung Thu, một kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày ở Trung Quốc. Các công viên và doanh nghiệp đã đóng cửa khi 4 quận ở Thượng Hải nâng mức cảnh báo thời tiết lên mức cao nhất. Một số dịch vụ tàu điện ngầm bị gián đoạn, các đường cao tốc và đường trên cao cũng bị đóng cửa hoặc áp dụng các mức hạn chế tốc độ, nhiều chuyến phà cũng ngừng hoạt động. Các khu nghỉ dưỡng ở Thượng Hải bao gồm Shanghai Disney Resort, công viên giải trí Zijian và công viên động vật hoang dã Thượng Hải đã tạm thời đóng cửa. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, tâm bão đã di chuyển từ Thượng Hải sang tỉnh lân cận Giang Tô, nhưng mưa lớn dự kiến vẫn sẽ trút xuống thành phố cả ngày. Thượng Hải hiếm khi chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi những cơn bão. Các cơn bão mạnh như siêu bão Yagi hồi trước đó có xu hướng đổ bộ vào đất liền ở khu vực xa hơn về phía nam đất nước. Một cơn bão Pulasan đã hình thành tối 15 tháng 9 theo giờ Trung Quốc, gần vùng lãnh thổ Guam của Mỹ, được dự báo đổ bộ vào các khu vực ven biển của thành phố Thượng Hải, các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô trong vài ngày tới. Vào sáng 16 tháng 9, cơn bão Bebinca đã đổ bộ vào Thượng Hải, thành phố 25 triệu dân của Trung Quốc với cấp độ bão số 1. Đây là cơn bão mạnh nhất tấn công Thượng Hải kể từ cơn bão Gloria vào năm 1949. Một số quận ở Thượng Hải đã nâng mức cảnh báo lên báo đỏ sau khi phát hành các cảnh báo màu cam và vàng. Dịch vụ đường sắt và nhiều chuyến bay đã bị hủy trong lúc các cao tốc đóng cửa. 25 triệu dân của thành phố được khuyến cáo ở trong nhà trước khi bão đến. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Bắc Kinh, bão Bebinca dự kiến gây ra những trận mưa như trút nước từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9. Một cuộc họp đã được tổ chức vào ngày 14 tháng 9 để xem xét và triển khai công tác kiểm soát bão lũ ở các khu vực trọng điểm. China Daily cho biết Bebinca là cơn bão thứ 13 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Cục khí tượng Thượng Hải đã ban hành phản ứng khẩn cấp cấp độ 1 là cấp cao nhất trong hệ thống 4 cấp độ hôm 15 tháng 9. Tôi đã dự trữ nước và thực phẩm đủ dùng trong khoảng 2 ngày. He Jinming, một phụ nữ sống cạnh hồ Disui ở khu vực ngoại ô Ligan của Thượng Hải nói. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã ban hành phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt ở Thượng Hải và các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, An Huy. Bộ này cho biết thêm, mực nước của một số con sông vừa và nhỏ trong khu vực dự kiến vượt quá ngưỡng cảnh báo. Cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Thượng Hải trong những thập kỷ gần đây là Gloria năm 1949. Cơn bão này có sức gió giật 144 km/h. Gần đây nhất vào năm 2022, Thượng Hải bị đe dọa bởi cơn bão mạnh Mufa, nhưng sau đó nó đổ bộ vào thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, cách Thượng Hải khoảng 300 km. Bão lũ gây thiệt hại ở nhiều nước. Trung Quốc hiện đang gấp rút đối phó với bão Bebinca đang tiến vào khu vực bờ biển đông dân cư ở phía đông nước này. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cảnh báo về nguy cơ ngập lụt tại thành phố Thượng Hải và các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, An Huy. Chính quyền thành phố Thượng Hải đã kêu gọi người dân tăng cường đề phòng tác động của bão đối với công việc trên cao, giao thông, cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Theo Reuters, nhà chức trách thành phố này đã hủy các sự kiện ngoài trời và yêu cầu các tàu ở lại cảng. Ngoài ra, hơn 600 chuyến bay ra vào thành phố Thượng Hải đã bị hủy. Cảnh báo về bão Bebinca được đưa ra khi Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Trung Thu kéo dài 3 ngày, từ 15 đến ngày 17 tháng 9.
Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đề nghị các quan chức phải chú ý chặt chẽ đến diễn biến của cơn bão giữa lúc hàng triệu người dự kiến đi nghỉ lễ. Cùng ngày, cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cảnh báo nguy cơ sạt lở đất gia tăng do mưa lớn trên đảo Amami sau khi bão Bepinka đi qua nơi này đêm 14 tháng 9 giờ địa phương với sức gió lên đến 180 km/h. Tại Philippines, bão Bepinka đã khiến 6 người thiệt mạng và ít nhất 2 người mất tích tại khu tự trị Bansamoro và bán đảo Zamboanga. Theo Tân Hoa Xã, Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines cho biết, bão này buộc gần 14.000 người đi sơ tán, ảnh hưởng đến hơn 200.000 người tại gần 300 ngôi làng. Cơn bão cũng đã gây hư hại cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá, cầu cống và nhà cửa. Trong khi đó, truyền thông Myanmar ngày 15 tháng 9 đưa tin số người thiệt mạng vì lũ lụt ở nước này đã tăng lên 74, trong lúc 89 người mất tích. Ngoài ra, 235.000 người phải rời bỏ nhà cửa sau khi mưa lớn do bão Yagi ảnh hưởng đến thủ đô Naypyidaw và các vùng Mandalay, Marwa, Bago cùng với các bang San, Mon, Kaya và Kayin. Theo Reuters, chính quyền Myanmar ngày 14 tháng 9 đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ nước này ứng phó tình hình lũ lụt nghiêm trọng. Sau khi gây thiệt hại cho nhiều nước Đông Nam Á, Yagi được dự báo có thể ảnh hưởng đến Ấn Độ. Cục khí tượng Ấn Độ IMD ngày 14 tháng 9 ban hành cảnh báo màu cam tại khu vực Delhi và các vùng xung quanh trong 4 đến 5 ngày tới. Lý do là tàn dư bão Yagi có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và chuyển hướng về phía Delhi, gây mưa từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 9. Tại châu Âu, nhiều nước cũng đang chịu thiệt hại do tác động của bão Boris. Theo tờ The Washington Post, ngày 14 tháng 9, ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng trăm người được sơ tán khi bão Boris mang theo mưa to quét qua Romania. Tổng thống Romania Klaus Iohannis nhận định tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt tại châu Âu và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Tại Cộng hòa Séc, mực nước sông đã đạt đến mức nguy hiểm ở hàng chục khu vực ngày 14 tháng 9, gây ngập lụt một số thị trấn và ngôi làng. Mưa gió to cũng khiến hơn 63.000 hộ gia đình mất điện trong lúc cảnh sát cho biết 4 người mất tích tại thị trấn Lipova, Lasne. Cùng ngày, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết phần lớn đất nước này đang bị ảnh hưởng bởi mưa lớn hoặc tuyết rơi dày. Nhà lãnh đạo này nhận định tình hình rất nghiêm trọng, cảnh báo người dân và các dịch vụ khẩn cấp sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức trong những ngày tới. Trong khi đó, tại Ba Lan, ít nhất một người thiệt mạng, hàng ngàn người sơ tán và thị trấn Lodko bị ngập một phần vào ngày 15 tháng 9. Còn tại Đức, theo đài CNN, các bang phía Nam và phía Đông đang chuẩn bị cho tình hình lũ lụt. Thêm một áp thấp gần Philippines có thể thành bão vào Biển Đông. Vào lúc 5 giờ ngày 16 tháng 9 giờ địa phương, vùng áp thấp nhiệt đới phía đông Aurora đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới Gwiner. Theo thông báo của cơ quan khí tượng Philippines, đến 7 giờ sáng 16 tháng 9, tâm của áp thấp nhiệt đới được xác định cách Kasiguran, Aurora, 315 km về phía đông bắc, với gió mạnh nhất đạt 45 km/h và gió giật lên đến 55 km/h. Cảnh báo gió bão cấp 1 đã được ban hành cho 11 tỉnh ở khu vực phía đông Luzon. Gwiner sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi qua Bắc Luzon vào ngày 17 tháng 9 và mạnh lên thành bão nhiệt đới trước khi ra khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines, PAR, vào ngày 18 tháng 9. Như vậy, áp thấp này gần như chắc chắn sẽ đi vào Biển Đông. Ngoài ra, áp thấp nhiệt đới ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines, PAR, đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Pulasan gần lãnh thổ đảo Guam của Mỹ vào rạng sáng 16 tháng 9, giờ địa phương. Cơ quan khí tượng địa vật lý và thiên văn học Philippines Pagasa cho biết trong bản tin lúc 5 giờ sáng 16 tháng 9 giờ địa phương rằng bão nhiệt đới Pulasan nằm cách phía đông nam Luzon 2.215 km, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 20 km/h. Bão hiện có sức gió mạnh nhất đạt 65 km/h và gió giật lên đến 80 km/h. Pulasan là tên quốc tế do Malaysia đóng góp chỉ một loại trái cây. Pulasan dự kiến duy trì cường độ bão nhiệt đới trong suốt thời gian dự báo, không loại trừ khả năng bão tiếp tục mạnh lên vì hiện tại cơn bão vẫn còn ở ngoài Đại Tây Dương, Pagasa cho biết. Pulasan được dự báo sẽ vào PAR vào khoảng tối 17 tháng 9 và ra khỏi PAR vào sáng 18 tháng 9. Tuy nhiên, Pagasa nhấn mạnh, thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào hoạt động của cơn bão. Khi Pulasan vào PAR, đường đi của nó có thể tương tự bão nhiệt đới Fedai, Bepinka.
cơn bão chỉ lưu lại trong PA vài giờ, không tiếp cận đất liền Philippines nhưng làm gia tăng gió mùa Tây Nam. Gió mùa Tây Nam được tăng cường bởi Guinea và Puslasan sẽ gây ra gió mạnh đến rất mạnh ở các khu vực bờ biển của Philippines, bao gồm phía Tây và phía Nam của Nam Luzon. Các bờ biển Visayas và các bờ biển phía Tây, phía Bắc và phía Đông của Mindanao. Pagasa khuyến cáo người dân cần cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất.